hướng về Đại hội đại biểu nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nông dân huyện Mỏ Cày Nam đã phát động thi đua thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng. Gần đây, người dân ấp An Hòa, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam rất vui khi cây cầu tổ nhân dân tự quản số 24 ở ấp mình được khởi công xây mới. Trước đây cây cầu này được bê tông quá nhưng đã lâu nên xuống cấp, bà con rất mong sớm được xây cây cầu mới. Từ nhu cầu bức thiết này, chính quyền ấp An Hòa, xã An Thạnh quyết định xây mới lại cây cầu và chọn đây là công trình để chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Cây cầu được thiết kế bê tông cốt thép, chiều dài 14m, chiều ngang 2,7m với tổng kinh phí 40 triệu đồng do các nhà hảo tâm tài trợ. Ấp An Hòa là một trong những ấp rộng của xã An Thạnh, nó chia cắt bởi nhiều con sông ngòi chằng chịt, cho nên là việc mà xây dựng cầu đường là một vấn đề khó khăn cho dân địa phương. Qua năm 2 giờ mùa đại dịch vừa qua thì ở địa phương cũng khó vận động kinh phí để mà xây dựng cầu đường. Đó là cũng là công trình chào mừng Đại hội nông dân các cấp và đặc biệt là để chào mừng Đại hội nông dân của xã An Thạnh nhiệm kỳ 2023-2028. Khi triển khai chủ trương xây dựng mới cầu tổ nhân dân tự quản số 24, người dân rất ủng hộ, sẵn sàng đóng góp ngày công lao động để cây cầu sớm hoàn thành. Khi cầu tổ nhân dân tự quản số 24 được xây dựng mới, ông Phạm Văn Hồng, chi hội trưởng Hội nông dân ấp An Hòa đã đóng góp 18 triệu đồng xây dựng trên 30 mét lộ từ chân cầu hướng ra quốc lộ 60. Tới đây, ông sẽ tiếp tục thực hiện đoạn lộ còn lại khoảng 100 mét. Cây cầu và đoạn đường tổ nhân dân tự quản số 24 khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa, góp phần làm đổi thay bộ mặt nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Không chỉ ở xã An Thạnh mà các xã thị trấn còn lại trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện các công trình để hưởng ứng kế hoạch thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 do Hội nông dân huyện phát động. Trong kế hoạch thi đua chào mừng Đại hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện, chúng tôi đã đề ra chỉ tiêu là mỗi xã và thị trấn phải đăng ký một công trình hoặc một phần việc. Là đến nay là hầu hết các xã đều đã đăng ký 1-2 công trình và phần việc. Điều đáng mừng là các xã và thị trấn đã chọn những cái công trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nên khi đưa vào sử dụng sẽ phục vụ tốt hơn và cho lợi ích cho nhân dân và cộng đồng. Qua phát động phong trào đã góp phần cổ vũ cán bộ hội viên nông dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp. Mỗi công trình phần việc được hoàn thành dù lớn dù nhỏ sẽ góp phần vào sự phát triển của huyện nhà, nâng cao đời sống của nhân dân và xây dựng huyện Mỏ Cày Nam ngày càng giàu mạnh.